Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một bài múa nón, bài Highway, một bài hát rất là hay mà mình yêu thích vô cùng. Bài này thì có hai phần. Phần thứ nhất là phần giọng đầu bài và phần thứ hai là phần múa chính cho bài hát. Thế thì phần thứ nhất là phần dạo lần đầu thì gồm có 8 câu nhạc, nhưng là chỉ đếm theo nhịp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thôi. Đấy. Thế còn là phần mô chính thì gồm có 8 câu nhạc đắn, và riêng câu cuối thì có thể là 8 nhịp hoặc là 10 nhịp. Các bạn chú ý nghe nhạc thì chúng ta múa sẽ dễ hơn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn từng phần một nhé. Phần thứ nhất đó là phần dạo nhạc đầu thì gồm có 8 câu nhạc tính từ 1 đến 6. Mình sẽ đi trước một lượt cho các bạn theo dõi, sau đó mình sẽ quay về cùng hướng và hướng dẫn cho các bạn nhé. Chúng ta sẽ đi từ phần cánh gà ra phía sân khấu. Chúng ta sẽ đi nghiêng người các bạn nhé. Đi nghiêng người và đến 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 2, 3, 4, 5, 6. Đấy, nó đơn giản như vậy thôi, cùng động tác giống hệt nhau nhưng chúng ta sẽ thực hiện 8 lần như vậy. Đấy, bây giờ mình sẽ quay về cùng hướng để hướng dẫn cho các bạn. Chúng ta sẽ cầm nón bằng hai tay. Đầu tiên chúng ta để phía trước, sau đó chúng ta bước chân lại, bước quay mặt. Chúng ta đang đứng này, quay mặt theo hướng 12 giờ đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ quay mặt về hướng 3 giờ để chúng ta đi. Đấy, đi nghiêng, để bước chân thẳng này. Từ từ đưa nón lên, từ 1 đến 4 chúng ta sẽ đưa nón lên cao. Sau đó 5, 6 thì chúng ta sẽ hạ nón xuống dưới. Nó sẽ là 1 này, chân phải này, 2 này, 3, 4 là đưa lên cao này. Sau đó 5, 6 thì chúng ta bước đầu chân phải cần bước dài hơn. 5, 6. Đấy. Hai cái bước đầu các bạn chú ý nhé. Chúng ta đi thì bước ngắn thôi. Đấy. Từ 1 đến 4 thì ta bước ngắn, nhưng bước 5, 6 thì ta lùi dài hơn một chút này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đấy. Tương tự câu hai cũng vậy. 2, 2, 3, 4 lùi dài 5, 6. Đấy. Nghĩa là chúng ta sẽ lùi lại khoảng một nửa quãng đường mà chúng ta đi từ 1 đến 4. Câu 3 cũng vậy. 3, 2, 3, 4 lùi dài 5, 6. Cứ như vậy chúng ta sẽ thực hiện 8 câu. Chúng mình cùng thực hiện lại nhé. Bắt đầu này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 2, 3, 4, 5, 6. 8, 2, 3, 4, 5, 6. Đấy, nhịp 6 của câu cuối cùng chúng ta sẽ quay mặt về phía khán giả. Và lúc này chúng ta sẽ cầm nón lên phía trước người. Được chưa? Đấy là phần dạo nhạc đầu. Thế còn phần múa chính thì gồm có 8 câu nhạc.
mình sẽ thực hiện một lần phía trước, sau đó mình sẽ quay lại cổ tướng để hướng dẫn các bạn nhé. Câu 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là hết các bạn nhé. Đấy. Cái câu cuối cùng thì chúng ta sẽ có 10 nhịp. Bây giờ mình sẽ quay lại cùng hướng để hướng dẫn cho các bạn. Câu thứ nhất, chúng ta bước chân sang phải nhịp 1, đồng thời đưa nối bằng hai tay từ dưới lên ngang các bạn nhé. 1 2, chúng ta sẽ lựa theo bình số 8 làm ngang ạ. 3 4, ta lựa tiếp tục 5 6 7 8, cứ bước chân phải sang rồi lại bước chân trái sang, và chúng ta lựa nón theo bình số 8 làm ngang như thế này hai lần. Tám nhịp thì chúng ta sẽ thực hiện hai lần các cái số tám làm ngang như thế này các bạn nha. Đầu tiên vòng xuống dưới qua phải này, lên trên, vòng sang trái này, lên trên, vòng sang phải này, cứ như thế hai vòng. Chúng ta sẽ thực hiện lại câu thứ nhất, bắt đầu 1 2 3 4 5 6 7 8. Câu thứ hai, chúng ta sẽ bước chân trái chéo lên phía trước 45 độ, đồng thời chúng ta cất nón lên, đưa hai tay cất nón lên rồi lại úp nón đưa về nha các bạn nha. Đấy, cất lên đưa về, cất lên đưa về, hai lần như thế là hết một câu. Câu hai, 2 2 3 4 5 6 7 8, ta đưa nón về. Chúng ta làm lại câu 2 nhé. Nào, bước chân trái lên 2 2, chúng ta dựng nón này để chúng ta đưa về, lùi chân trái 3 4, lại ngửa lên 5 6 7 8. Bây giờ chúng ta sẽ làm cả hai câu nhé. Bắt đầu 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 3 4 5 6 7 8. Câu 3, chúng ta sẽ bước sang phải hai bước, đồng thời chúng ta sẽ bằng vẽ hai cái vòng tròn bằng nón ở phía trước người nhé. Cô ba, ba, hai, hai nhịp là được một vòng các bạn, như một vòng nón nhé. 3 4. Bây giờ sang trái chúng ta làm tương tự như vậy, chúng ta lại vẽ sang bên trái 5 6 7 8. Chúng ta làm lại cô ba này. Cô ba vòng nón sang trái này, lên cao rồi xuống dưới này. Đấy, chúng ta vẽ vòng tròn như thế nhé. 3 2
ba bốn. Bây giờ khi sang trái thì chúng ta lại vòng nó xuống dưới sang phải, rồi lên trên xuống dưới, cứ như thế lại được hai vòng. Nào, 5 6 7 8. Câu 3, chúng ta sẽ cũng bước sang phải hai bước rồi bước sang trái hai bước, nhưng nó chúng ta sẽ đưa cô ba lại đưa một vòng từ trái lên cao sang phải xuống dưới. Đấy. Sau đó lại từ dưới sang phải lên cao sang trái rồi lại xuống dưới, hai vòng ngược nhau các bạn nhé. Cô 4 thì chúng ta cũng bước sang phải hai bước này, 4 2 3 4 được một vòng. Bây giờ sang trái chúng ta vẽ vòng ngược lại, 5 6 7 8. Đấy. Được chưa ạ? Chúng ta làm lại câu 4 này. 4 2 3 4 5 6 7 8. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện từ câu 1 cho đến câu 4 nha. Bắt đầu. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nhớ là câu 1 chúng ta sẽ vẽ hình số 8 nằm ngang. Câu 2 chúng ta đi chéo, chúng ta bước chéo chân trái đi. 2 2 3 4 5 6 7 8. Câu 3 vẽ hai vòng tròn. 3 2 3 4, vẽ tiếp hai vòng tròn ngược lại, 5 6 7 8. Câu 4 chúng ta đưa nó từ dưới lên cao. 4 2 3 4 ngược lại, 5 6 7 8. Đấy, 4 câu. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện trong câu thứ 5. Câu thứ 5 chúng ta sẽ thực hiện cái chân này là bước chéo nhịp mũi. Đấy, và nó chúng ta sẽ đưa như sau. Đầu tiên, nhịp 1 bước chân trái chéo qua chân phải này. Nhịp 2 chúng ta thực hiện chân trước này. 1 2 nhịp mũi chân phải. Nhịp 3 chúng ta lại bước chân phải đi. 3 4 này là mũi chân trái. Sau đó chúng ta lùi về phía đằng sau, lùi chân trái, 5 nhịp mũi chân phải, 6 lùi chân phải, 7 nhịp mũi chân trái, 8. Bây giờ chúng ta sẽ kết hợp với chân. Nhịp 1 1 này, 1 chúng ta sẽ đưa nón xuống bên dưới này. Sau đó nhịp 2 đưa nón lên cao nghiêng trái. Đấy, nó là bên trái nhé. Nhịp 3 4 chúng ta đổi bên, đưa nón xuống rồi lại đưa lên cao. 3 4 chúng ta lại chuyển nón sang bên phải. Cứ như vậy. Nào, 5 6 ta lại đưa nón sang bên trái. 5 6 7 8 chúng ta lại đưa nón sang bên phải. Thực hiện lại. Câu 5 bắt đầu này. 5 2 3 4 5 6 7 8. Câu thứ 6 chúng ta làm như sau. 1 2 nhịp 1 chúng ta đứng người và nhịp 2 ta khu chân trái về. Đồng thời nó này từ từ khu một vòng tròn này trên cao, sang bên trái ra đằng sau, sang bên phải rồi đưa lên trên đầu như thế này. Thế nhỉ? Nó này, ta đang như thế này đúng không? Nó ta sẽ làm. Đưa nón sang bên trái, nghiêng người này ra đằng sau này, sang phải này, ra đằng trước và lên cao. Đấy. Chân chúng ta làm như sau. Nào bắt đầu này. Này. 1 2 3 4. Đấy. Sau đó nhịp 5, nhịp 6 chúng ta quay người sang bên phải một góc 90 độ, nhún chân 5 6. Sau đó lại quay người sang bên trái 90 độ,
đứng chân 7, 8 ngón cứ để trên cao như thế này, 7, 8 nha. Nào, chúng ta sẽ làm lại câu 6 này. Nó đang như thế này đúng không? Cái câu 5 ta đang nói như thế này, bây giờ 6 này, câu 6 này. 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đấy, chưa? Nào, bây giờ chúng ta làm lại được câu 5 đến câu 6 nha. Câu 5 này. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 6 này. 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 7 này, chúng ta sẽ bước chân phải sang ngang và liên nón sang bên phải này. 7, 2, bước chân trái theo, tiếp tục bước chân trái sang ngang. 3, 4, chúng ta đưa nón sang bên trái và đỡ tay trái đỡ nón ở phía đằng sau nhé. 5, 6, 7, 8 ta làm tương tự. 5, 6, 7, 8. Chúng ta sẽ làm lại. Đây, chúng ta làm nóng như thế này, đúng không? Ăn như thế này đúng không? Bây giờ, cô bảy này. 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 8 này, chúng ta sẽ quay một vòng tròn tại chỗ. Đấy, quay một vòng tròn tại chỗ, quay sang bên phải, sang bên sau, sang bên trái, về vị trí ban đầu các bạn nhé. Đấy, nón này chúng ta sẽ từ từ đưa lên cao. Tay trái, nếu các bạn có áo dài thì chúng ta sẽ cầm tà áo dài để tóc ve, cái tà áo dài phía sau ra. Đấy, còn nếu các bạn không mặc áo dài thì tay các bạn có thể như thế này. Đấy. Chúng ta có thể cầm áo dài hoặc tay như thế này. Câu 8. 8 này, ta xoay đến đâu thì ta đưa nó cao lên. 8, 2. Đấy, khi quay sang bên phải nó cao nhất nào. 3, 4, chúng ta từ từ đưa nó thấp xuống. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hiệp 9, 10 chúng ta sẽ đưa nó về phía trước và cầm nó bằng hai tay. Chúng ta sẽ làm lại câu 8 nhé. Người ta đang tập tư thế như thế này. Bây giờ 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đấy. Như vậy là chúng ta đã xong cả 8 câu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện một lượt từ câu 1 cho đến câu 8 các bạn nhé. Nào, bắt đầu này. Vẽ nón số 8 này. Vẽ nón số 8 là A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bước chéo này. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8,
10. Và chúng ta lại quay từ đầu thực hiện lại từ câu 1 đến câu 8 cho đến hết bài. Đấy, riêng phần đến khi hết bài thì sau khi chúng ta thực hiện hết 8 câu thì nó sẽ còn những cái câu nhạc tiếp theo thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Đấy, chúng ta thực hiện giống như câu 1 này. 1 2 3 4 5 6 này, sau đó chúng ta 7 8 thì chúng ta sẽ đưa ngón bàn tay phải lên trên cao, nghiêng người, tay cầm áo dài, khoe tà áo như thế này. Đấy. Và ta kết thúc ở tư thế như thế này các bạn nhé. Đấy, mà nếu các bạn không cần áo dài thì các bạn sẽ làm cái động tác như thế này. Và chúng ta kết thúc bài. Đấy. Nó chỉ như vậy thôi. Xin chúc các bạn thành công với bài múa này và ra bài một cách sớm nhất. Chào tạm biệt các bạn.